Hé lộ mệnh trời, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, đúng tháng 12 âm lịch, đến thời Phất Mạnh, làm ăn trúng lớn phát tài to, vận trình đỏ rực như gấm thêu hoa. Lộc Phát Tử Vi xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn bình an và may mắn trong cuộc sống. Quý vị thân mến, làm gì có con đường nào là thành công dễ dàng, chỉ có bước qua chông gai, nhìn nhận rõ những việc cần làm thì mới đem lại cuộc sống tốt đẹp. Nhà mà bại phong ắt do xa xỉ, người mà thất bại ắt bởi an nhàn, khiến người đời chê ghét hẳn do kiêu ngạo. Nhờ việc chỉ rõ ba kẻ thù lớn nhất của đời người, ai cũng cần biết để tránh xa và nâng tầm cuộc đời lên nấc thang mới. Tử vi học cũng nói rằng, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, sự mệt nhọc và khắc khổ thấm vào từng thớ thịt. Trong chương trình của ngày hôm nay, Lộc Phát Tử Vi xin chia sẻ tới quý mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, vận trình tử vi chi tiết tháng 12 âm lịch, để quý vị nắm được thiên cơ, đổi mệnh phát tài, gặp hung, hóa cát, đón lành tránh xui cho tháng cô hồn vẹn toàn, giàu sang, sung sướng, tiền bạc rủng rỉnh, đổ về túi như thác lũ, cuốn trôi những nghèo khổ, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu to bất chấp tháng xấu. Vậy cụ thể là như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay dưới đây nhé! Tuổi trung niên là khoảnh khắc mà ai cũng phải vượt qua. Có người nửa đầu cuộc đời suôn sẻ, nhưng rồi lại vấp ngã ở tuổi trung niên. Sau đó họ dành cả quãng đời còn lại để trả giá cho những lỗi lầm mình đã mắc phải ở tuổi trung niên. Có một số người thì sớm nhận ra những vấn đề ở tuổi trung niên và họ đã bắt đầu lên kế hoạch toàn diện. Họ không chỉ trải qua những thời gian đó một cách an toàn mà còn sắp xếp những ngày tháng tương lai của mình một cách có trật tự và trở nên thịnh vượng theo thời gian. Thực tế đã chứng minh rằng khi con người đến tuổi trung niên, họ phải hiểu rõ bản chất của cuộc sống và bắt đầu từ ba khía cạnh để có một cuộc sống tốt đẹp. Còn đối với tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, sau tuổi trung niên, bản mệnh sẽ tập trung vào cuộc sống và công việc, gia đình mà bỏ qua nhu cầu tinh thần của bản thân. Ngày qua ngày họ trở nên căng thẳng và trở nên suy sụp. Nếu không có nơi giải tỏa, cuối cùng họ sẽ trở nên mất thăng bằng trong cuộc sống. Đời người cũng có những lúc vinh quang, nhưng vinh quang ấy sẽ sớm theo gió thoảng mây bay. Bạn không cần phải lúc nào cũng tự mãn và không bao giờ quên được. Đời người ai có những lúc đau khổ, nhưng những đau khổ có lẽ là một tất yếu của cuộc đời, là nấc thang trưởng thành của cuộc đời, là của cái tinh thần quý giá trong đời. Không thể đơn giản nghĩ đó là bất hạnh trong cuộc đời được. Khi còn trẻ, chúng ta luôn tràn đầy những mộng tưởng viển vông về tình yêu. Nhưng trên đời không có tình yêu nào là trọn vẹn, cho dù tình yêu có khuyết điểm, nhưng cũng nên bằng cả trái tim mình quản lý và trân trọng, không nên nói lời chia tay một cách nhẹ nhàng. Điều quan trọng nhất là có một người yêu bạn thật lòng, đi cùng bạn mọi nẻo đường mưa nắng, nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Khi còn trẻ, chúng ta luôn thích ganh đua, không hòa thuận với người khác, thiếu sự thấu hiểu và bao dung, thậm chí còn tạo ra những mối bất bình khó hiểu với người khác. Thực sự khi nhìn lại những năm tháng tuổi xế chiều của mình, chúng ta mới thấy thật ấu trĩ và nực cười. Hãy đối xử với người khác bằng thái độ khoan dung và nhân từ, thì ân oán có gì mà không thể giải quyết được. Khi còn trẻ, chúng ta luôn cảm thấy phải nuôi con để phụng dưỡng tuổi già, đặt nhiều kỳ vọng vào con cái. Chỉ khi về già chúng ta mới nhận ra rằng mình cần phải dựa dẫm nhiều hơn vào bản thân, không phải chăm sóc cho từng người và dựa vào người bạn đời bên cạnh mình. Hầu hết cuộc sống của chúng ta đều bận rộn với sự nghiệp và gia đình và chúng ta rất mệt mỏi. Khi về già, bạn chợt nhận ra cuộc đời thật ngắn ngủi. Ông trời cũng chẳng còn nhiều thời gian dành cho bạn. Hãy nắm bắt thời gian để làm những điều mình thích, sống thật hạnh phúc cho chính mình. Khi bạn già đi, bạn sẽ thực sự nhận ra rằng một chút cuộc sống là thuần khiết, một chút tình bạn là chân chính. Một chút nụ cười là êm dịu, một chút cô đơn là đẹp đẽ, một chút ngây thơ là chân chính, một chút cô đơn là yên bình.
Cùng ngẫm lại về cuộc đời hồi còn tràn đầy sự sung sức tuổi trẻ của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 mà xem. Đặc trưng cơ bản nhất của những người tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thiên Hà Thủy đó là sự thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức hành thủy chủ trí tuệ. Nước mưa hay diễn đạt một cách bóng bẩy là nước Thiên Hà, là sự kết tinh của hành thủy. Người tuổi Bính Ngọ mệnh Thiên Hà Thủy được biết đến với sự công hiến không toan tính, đòi hỏi hay được đền bù. Nước Thiên Hà gội sạch bụi bặm trần ai, tưới mát cho cây cối muôn loài. Trong cuộc sống, những người tuổi Bính Ngọ mệnh Thiên Hà Thủy thường là người của công chúng, có đóng góp cống hiến lớn lao cho đời. Nhạy cảm, tinh tế hay u buồn và tự mâu thuẫn, bởi bàn chân của giọt nước mong manh nên tuổi Bính Ngọ cực kỳ nhạy cảm, tinh tế. Khi mưa gió càn khôn ảm đạm nên thân tâm họ cực kỳ nhạy cảm, tinh tế. Khi mưa gió càn khôn ảm đạm nên thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Can chi bính thuộc hành hỏa tương khắc với nạp âm thủy, nên tâm tư họ nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải. Nam giới tuổi Bính Ngọ có cuộc đời được hưởng sung sướng về thời trung vận, việc làm gặp được nhiều may mắn. Bạn sẽ không khổ tâm về vấn đề con cái, thời kỳ hậu vận bạn sẽ được sống an nhàn sung sướng. Phần gia đạo đề phòng việc con cái có xung khắc lẫn nhau, nếu biết lo cho con cái thì sẽ thu được nhiều việc tốt đẹp. Con đường công danh lúc nhỏ có chức phận, về thời hậu vận có tiếng tăm, sự nghiệp được gây dựng vững chắc. Vấn đề tiền tài được điều hòa bắt đầu từ thời kỳ trung vận, về sau sẽ không lo sợ bị sụp đổ gì nữa. Nữ giới tuổi Bính Ngọ phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống. Song vào thời kỳ trung vận và hậu vận thì có nhiều điều tốt đẹp về vấn đề tình cảm lẫn tài lộc. Phần công danh của nữ giới tuổi Bính Ngọ không hoàn toàn được tốt đẹp. Bạn thiên về con đường kinh doanh mua bán hơn là theo con đường công danh. Phần gia đạo có nhiều an vui. Vào thời kỳ trung vận và hậu vận rất tốt. Sự nghiệp của bạn sẽ hoàn thành từ năm 34 trở đi. Phần tiền bạc sẽ thu được nhiều kết quả vững vàng vào thời kỳ hậu vận. Có thể nói, đời thì ngắn, năm thì dài. Trong cuộc sống, bất kể thành công hay thất bại, niềm vui và nỗi đau, thăng trầm, vinh hay nhục, tất cả đều như nước chảy, trôi đi mãi mãi. Những người tự cải thiện được hạnh phúc và những người thờ ơ không lo lắng. Ở đời là phép thử tâm tính, ai làm ác sẽ gặp tai họa, ai làm lành sẽ được phúc lành. Kẻ đê hèn thì trường sinh bất tử, kẻ cao thượng thì trường tồn mãi mãi. Hãy nhớ nhé, thưa cô bác tuổi Bính Ngọ. Sau đây là lá số tử vi chi tiết của tuổi Bính Ngọ khi bước sang tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023. Để qua đây bản mệnh sẽ đoán định được trước vận trình của mình để xuất cát địa hung, đoán lành tránh dữ. Bước sang tháng 12 âm lịch, người tuổi Bính Ngọ đón khá nhiều tin tích cực sau bao ngày ngóng trông. Cát vận tăng tiến nhanh chóng, hùng vận đã lùi xa, trả lại cho bản mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm nhờ chính những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn. Được tam hợp cục hậu thuẫn, thêm cả cát tinh chủ về công danh chiếu mệnh, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ trong tháng 12 âm này sẽ tràn đầy may mắn. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và chinh phục được những nấc thang quan trọng. Những việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Chẳng những vậy, vận trình tài chính cũng đang trên đà tăng tiến, có thể một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này. Bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Những khoản đầu tư lúc này có vẻ hứa hẹn, nhưng bạn vẫn chỉ nên đầu tư nhỏ thôi, bởi không thể nào lường hết được những rủi ro tiềm ẩn. Chuyện tình cảm của tuổi Bính Ngọ sẽ vô cùng đáng nhớ trong tháng cuối cùng của năm này, khi bản mệnh sẽ có khoảng thời gian đầm ấm và ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Gia đình luôn tràn ngập tình yêu thương và không có vấn đề xung đột xảy ra giữa các thành viên trong gia đình. Sức khỏe ổn định khi các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao của bạn đang phát huy tác dụng, bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát về con giáp thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về sự nghiệp, xem tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp,
vận khí của tuổi Bính Ngọ đang tăng tốc khá nhanh, kéo theo phương diện công danh sự nghiệp cũng đang đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Tam hợp cũng xuất hiện cộng với cát tinh chính quan, con giáp này đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục, theo hướng có lợi cho mình. Các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa. Chẳng những vậy, nguyệt lệnh lâm mộc dục còn mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho con giáp này, đặc biệt là các mối quan hệ rất rộng mở, nên không chỉ tốt cho chuyện tình cảm mà còn rất hữu ích ở cả phương diện sự nghiệp. Theo đó, con giáp này dễ gặp quý nhân trợ lực, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc cũng nâng cao hơn hẳn. Bạn có thể sẽ chinh phục được những nấc thang quan trọng trong thời gian này. Mọi nỗ lực đều được đền đáp và việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu do ngũ quỷ hung tinh quấy phá có thể khiến cho bạn lung lay ý chí nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được. Tinh thần phấn chấn và hăng hái cũng khiến cho Bính Ngọ sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn luôn biết lắng nghe, chịu khó tích lũy kiến thức, học thêm từ những người đi trước để ngày càng hoàn thiện bản thân. Hơn thế nữa, những chú ngựa còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được người người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Nhìn chung tháng mới có nhiều cơ hội mở ra cho con giáp tuổi Bính Ngọ. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới, thế này đã có thể bắt tay vào hành động. Cứ vững vàng tin tưởng bằng những bước đầu nhỏ nhưng chắc chắn, theo thời gian thì hứa hẹn bạn sẽ bước lên những nấc thang cao hơn, ngồi ở vị trí vững chãi hơn. Về tài vận, tài lộc của người tuổi Bính Ngọ trong tháng 12 năm 2023 âm lịch vô cùng vượng phát. Một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này và sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những bạn làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về, hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Đặc biệt với sự hậu thuẫn của cục diện tam hợp, con giáp này tìm được nhiều mối làm ăn tiềm tàng, cũng biết cách duy trì các mối khách hàng lâu năm để có nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Bạn có thể tranh thủ dịp này để tăng kênh quảng bá cho sản phẩm của mình nhằm thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng thì việc buôn bán sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Có điều cẩn thận khi ngũ quỷ hung tinh rình rập, bản mệnh cần rà soát hợp đồng, giấy tờ văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm. Nhẹ thì bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng sẽ dính dáng tới kiện tụng pháp luật. Về tình duyên, tử vi tháng 12 năm 2023 tuổi Bính Ngọ âm lịch nhận ra rằng nhờ quyết lệnh lâm mộc dục mà đời sống tình cảm của tuổi Bính Ngọ sẽ có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bạn mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị và ngọt ngào bên cạnh những người mà mình yêu thương nhất. Đây là thời điểm tuyệt vời để những người độc thân thực hiện bước nhảy dũng cảm vào những vùng đất xa lạ. Hãy để con tim dẫn dắt bạn trong lúc này, đừng quá lý trí mà so sánh thiệt hơn. Điều tuyệt vời vẫn đang chờ đón bạn phía trước. Người đã có gia đình được bạn đời hết sức hỗ trợ. Nếu có băn khoăn trong bất cứ lĩnh vực gì, hãy chia sẻ để có được lời khuyên hữu ích. Về sức khỏe, sang tháng mới, sức khỏe của tuổi Bính Ngọ ngày càng đi vào ổn định, không gặp phải vấn đề nào đáng ngại. Cũng nhờ các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao của bạn đang phát huy tác dụng, bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Tháng này có nhiều việc phải làm, lại đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai, nên áp lực tinh thần của tuổi Bính Ngọ khá lớn, khiến thể lực suy giảm. Mỗi lần say việc là bạn quên hết giờ giấc, ăn uống không đúng bữa nên rất dễ đau dạ dày. Bạn cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới được cải thiện. Nên điều chỉnh lại lối sống cho phù hợp nếu bạn không muốn bị bệnh nặng thêm. Tuy nhiên trong tháng có ngũ quỷ hung tinh ám tàng, tuổi Bính Ngọ vẫn nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận trong tháng 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Tử vi tuần dự báo, người tuổi Bính Ngọ đón các tinh thái âm trong vận trình tuần mới, báo hiệu nhân duyên khởi vượng, các mối quan hệ hài hòa. Đi đến đâu, làm gì cũng dễ nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh.
nếu mệnh gặp nhiều may mắn hơn, công việc trong tuần tiến triển khá tốt. Tuy nhiên, nếu có việc gì quan trọng thì nên làm ngay từ đầu tuần, có khi chính quan che chở sẽ tốt hơn nhiều. Quý nhân của bạn có thể là nữ giới, vậy nên hãy chú ý hơn tới đối tượng như vậy trong công việc và cuộc sống. Thiền đương cát tinh giúp cho bản mệnh phát tài phát lộc, quý nhân ghé thăm và giúp cho bản mệnh tìm thấy thêm được nhiều hướng đi mới trong tương lai. Kiếm đường tiền bạc chẳng bao giờ thiếu. Song khi đủ đầy cần phải lo lúc khó khăn, nhờ tiết kiệm sẽ dùng cho lúc túng thiếu. Tiền bạc có phần rủng rỉnh hơn trước và vận may sẽ rõ ràng nhất vào thời điểm giữa tuần khi mà có cả chính tài và thiên tài cùng nhập mệnh. Bản mệnh cần phải chăm chỉ làm ăn, có thế mới không bỏ lỡ mất cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt mình. Sức khỏe ổn định khi các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao của bạn đang phát huy tác dụng. Bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Cẩm năng vượng vận, quý nhân Mão Hợi, tiểu nhân Thìn Tỵ, màu sắc may mắn đỏ nâu, con số may mắn 562832. Tuần 2, từ ngày 8 đến ngày 15 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của tuổi Bính Ngọ cho thấy có hung có cát. Mặc dù điểm xấu khá nhiều nhưng quý nhân vượng vận sẽ giúp cho bạn vượt qua sóng gió. Tài chính khởi sắc nhờ chính quan mạnh mẽ và vững vàng. Dù ở lĩnh vực nào thì các nguồn thu nhập ổn định cũng là chỗ dựa của bạn, không lo quá mức túng thiếu. Tài tính sáng, bạn mệnh làm việc gì cũng thu được lợi, nhờ đó mà động lực làm việc tốt hơn hẳn. Dẫu vậy, tuổi bạn cũng không nên hy vọng quá nhiều vào sự nghiệp bởi vô số cản trở sẽ khiến bạn thoái chí nản lòng. Thất sát rình rập, tiểu nhân hãm hại và tung tin đồn bất lợi khiến cho công việc lúc nào cũng chậm hơn tiến độ. May mắn là quý nhân có thiên ấn, sức mạnh khá lớn sẽ che chở và tạo cơ hội để bạn phát huy khả năng. Thành hay bại, thắng hay thua đều ở với sự nỗ lực của chính mình. Cần nắm chắc tinh thần, hành động dứt khoát. Nếu chuyển nguy thành an, vượt qua thử thách thì tới cuối năm khả năng thăng chức là rất cao. Trong tuần có ấn quan tương trợ nên có thể nói người tuổi Tý công danh sự nghiệp sáng lạn vô cùng, mọi việc tiến triển trơn tru suôn sẻ, không hề có trở ngại gì đáng kể. Bản mệnh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thưởng với năng lực xuất chúng của mình. Đường tài lộc cũng vô cùng khởi sắc khi mà cả chính tài và thiên tài cùng tụ hội. Đây cũng là điều bình thường mà công việc rất suôn sẻ. Tất nhiên bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tình cảm trong tuần không tốt, lúc nào bạn cũng cảm thấy bất an với mối quan hệ của mình. Dù kết hôn đã lâu nhưng Bính Ngọ vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Lo lắng có người xen vào mối quan hệ hạnh phúc gia đình. Điều này chỉ khiến bạn mệt mỏi mà chả có ích lợi gì. Thoải mái đi, chuyện gì đến sẽ đến, nhất là ở độ tuổi này rồi. Thì hạnh phúc như nắm cát, càng cố gắng nắm thì dễ rơi càng nhanh. Cẩm năng vượng vận, quý nhân Thìn Dậu, tiểu nhân Dần Hợi, màu sắc may mắn hồng cam, con số may mắn 820266. Tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Trong tuần có hung cát đan xen, họa phúc hôn lường, người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 nên vững tâm hơn vào bản thân mình, có thế mới kiên gan bền chí vượt qua dòng bão. Con giáp này đang có vận tài lộc khá thịnh vượng khi mà cả thu nhập phụ và thu nhập chính đều có điểm báo gia tăng rõ rệt. Công việc có tỷ kiên mạnh mẽ đứng ra gánh vác, nhưng đơn thương độc mã, không có sự kết nối với đồng nghiệp nên thành quả không được như mong đợi và bản thân vô cùng áp lực. Nhiều người vào hùa với nhau để chèn ép khiến bạn bứt rứt khó chịu, công việc đã bận mà đối phó với thị phi còn bận hơn. Nếu bản mệnh có kế hoạch gì quan trọng thì nên tiến hành sớm vào đầu tuần để đón cát khí từ chính quan. Chớ nên chậm trễ bởi cuối tuần thương quan sẽ gây khó dễ, trục trặc không ngớt, công việc khó bề hoàn thành đúng như dự kiến. May mắn là tài lộc không quá tệ. Tuy rằng cả chính tài và thiên tài đều ít khởi sắc nhưng vẫn ổn định. Bạn có thu nhập đủ cho sinh hoạt, không dư giả cũng không thiếu hụt. Cơ hội đầu tư phát triển còn chưa tới nên đừng nôn nóng. Tạm thời tích lũy thêm thông tin, chờ khi thuận lợi thì tiến hành. Sức khỏe không ổn, một mặt vì ảnh hưởng của âm sát quá mạnh mẽ nên dễ gặp va chạm, chấn thương, tai nạn. Mặt khác là việc bận rộn khiến cho tuổi Bính Ngọ mệt mỏi, bạn ôm quá nhiều việc vào người khiến cả thể chất lẫn tinh thần đều không chịu đựng nổi. Cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, thư giãn bản thân và tuần này không nên xuất hành đi xa, hạn chế di chuyển càng nhiều càng tốt.
cẩm nang vượng vận, quý nhân Sửu Dần, tiểu nhân Tị Mão, màu sắc may mắn đen đỏ, con số may mắn 684509. Tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 âm lịch. Tuần này, vận khí của tuổi Bính Ngọ đang tăng tốc khá nhanh, kéo theo phương diện công danh sự nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Tâm hợp cùng xuất hiện kết hợp với các tinh chính quan. Con giáp này đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục theo hướng có lợi cho mình. Các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng với những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những bạn làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Trong tuần có nhiều may mắn về tiền bạc, người tuổi Bính Ngọ thu tiền bạc về đầy tay. Thiên tài và thực thần cùng hiệp lực, hoạnh tài đến bất ngờ khiến cho con giáp này nắm bắt được những thời cơ kiếm tiền. Tài lộc dồn dập tới, bản mệnh có phần ngỡ ngàng bởi vận may của mình. Sang tuần, sức khỏe của tuổi Bính Ngọ càng ngày càng đi vào ổn định, không gặp phải vấn đề nào đáng ngại. Cũng nhờ các kế hoạch chăm sóc của bản thân, rèn luyện thể dục thể thao của bạn đang phát huy tác dụng. Bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Tuy nhiên, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh ám tàng, bản mệnh vẫn nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Dậu Tuất, tiểu nhân Hợi Dần, màu sắc may mắn nâu trắng, con số may mắn 103609. Quý vị thân mến, nhiều nghiên cứu cho thấy tức giận có thể dẫn đến chết sớm. Bởi thế, nếu muốn sống thọ, nhất định phải tiết chế cơn nóng giận của chính mình. Câu chuyện cuộc sống dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điều này. Trăm bệnh đều từ tức khí mà sinh ra. Vì thế, nếu muốn kéo dài cuộc sống, ngay từ hôm nay cần phải tiết chế cơn nóng giận. Thay đổi quan niệm sống, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, tu thân dưỡng tính. Câu chuyện cuộc sống về sự tức giận như sau. Có một vị phu nhân thường vì những chuyện vặt vãnh mà nổi sinh nóng giận. Có một ngày bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo. Cao tăng nghe xong liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi. Vị phu nhân tức giận chửi mắng ầm ĩ một hồi, cao tăng không để ý tới, rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn, cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng. Cao tăng bên ngoài cửa hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, tôi chỉ tức giận chính mình. Sao lại đến nơi quỷ quái này để chịu tội khổ thì không biết. Cao tăng phải tay áo rời đi, nói vọng vào, người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ, thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây? Một lát sau, cao tăng lại hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ? Tức giận cũng có làm được gì đâu. Cao tăng lại rời đi. Lúc sau, cao tăng trở lại lần thứ ba. Vị phu nhân nói với ông, tôi hết tức giận rồi, bởi vì không có gì đáng để tức giận. Cao tăng cười nói, bà còn biết nó có đáng hay không? Xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí. Một hồi sau, đang lúc cao tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều, vị phu nhân lại hỏi, đại sư, khí là gì vậy? Cao tăng đổ nước trà vào trong tay rồi làm rơi vãi khắp đất. Vị phu nhân nhìn thật lâu chợt tỉnh ngộ, cảm tạ rồi rời đi. Bài học từ câu chuyện sống về sinh mệnh cuộc đời. Sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào trong đất. Năm tháng ngắn ngủi như thế, những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vì nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu, nhưng cuối cùng đều không ai chiến thắng cả. Bạn có thể thắng ở việc này, nhưng lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt từ giã thế gian này, dù có là ai thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng. Đời người quan trọng nhất là làm một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa, không nên tốn thời gian đi tranh đoạt lợi lộc, không nên cứ lại hơn thua vì một câu nói mãi như thế. Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận này xuống, biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ. Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng.
chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý. Nếu để bạn mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu. Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đoán chừng bạn sẽ sẵn sàng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh vọng, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất. Đáng tiếc là thế giới này, đại bộ phận mọi người đều như thế, vết sẹo lành rồi lại vội quên đi nỗi đau. Người ta nên bình thản mà sống, khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất, là những điều mà chúng ta cần trân quý trong cuộc sống. Người khôn dùng 100 phần tiền để dưỡng sinh, 50 phần tiền mua bảo hiểm, 10 phần tiền khám bệnh, 1 phần tiền cấp cứu. Người ngu ngốc dùng 1 phần tiền để dưỡng sinh, 10 phần tiền uống thuốc, 50 phần tiền khám bệnh, 100 phần tiền cấp cứu. Đại đa số mọi người, lúc 1-2 năm cuối đời sẽ tiêu hết tiền tích góp cả đời, chịu đựng tất cả các loại tác dụng phụ của thuốc Tây, hơn nữa còn bị mổ vài lần rồi mới rời đi. Vậy phải đối phó với bệnh tật như thế nào? Đáp án chính là ở chỗ phòng bị. Mà phòng bị thế nào mới hiệu quả? Câu trả lời đơn giản, bớt tức giận đi thì sẽ sống trường thọ. Bài học cuộc sống về sự tức giận và tuổi thọ. Hòa do tưới nước quá nhiều mà chết, cá ăn bể bụng mà chết, người vì tức khí mà chết. Bạn kiểm soát được cơn nóng giận được bao nhiêu thì sẽ có thể sống thọ được tới đó. Thường xuyên tự mình tìm người gây hấn, lòng dạ hẹp hòi, thông thường sống được 20 đến 50 tuổi. Thường xuyên chịu đựng sự tức giận của người khác, gọi là người hầu, thông thường sống từ 50 đến 60 tuổi. Thường xuyên tự mình tức giận, cũng thường tức giận người khác, gọi là người phàm tục, thông thường sống 60 đến 70 tuổi. Thường xuyên để cho người khác tức giận, nhưng chính mình lại không quá tức giận người, gọi là vị nhân, thông thường sống khoảng 80 tuổi. Bất luận người khác như thế nào, bạn cũng có thể coi như không, gọi là cao nhân, thông thường sống khoảng 90 tuổi. Vừa không tức giận người khác mà chính mình không tức giận, gọi là chân nhân, thông thường có thể sống 100 tuổi hoặc hơn.